Bách ốc các bạn thuê đơn vị khác, cái đường bách ốc thường là cái đường để dự phòng bình thường thôi, đường chính mới là quan trọng. Thì các bạn nên ưu tiên đường chính cho bên EVN ICT á. Thực ra các cái trạm biến thế người ta có thiết bị hết rồi, thì có thể người ta tư vấn hoặc người ta có thể thi công làm cho mình luôn, nhưng mà nó sẽ rất an toàn sau này. Tại vì phía sau EVN ICT là của EVN, nó cũng có liên kết rất chặt chẽ với A0, có gì là có người trực ở ngoài đó, và cho nên nó phối hợp rất là nhanh. Bên ATS đây vừa vừa hôm mày như cũng nói với ATS là bao nhiêu phải một số là phải đi thuê thuê bên EVN ICT người ta làm, nó nhanh, căn bản là nhanh. Tại vì các bạn liên quan đến tiến độ đóng điện thì cái đó phải là đi xong, là chính xong bây giờ đóng điện. Hôm qua mình nói đấy, cái chỗ thứ nhất là ngoài A0 người ta phải nhìn được công tơ chưa chạy, phải nhìn được công tơ đó đấy, SCADA số liệu của các bạn hệ thống điều khiển các bạn sẵn sàng ngoài đó, các cái kênh điện thoại điều độ, Học hết. các cái tín hiệu bảo vệ đó không hết thì lúc đó mới được. Thế nên là cái kênh truyền nó rất phức tạp. Hôm qua mình nói các bạn, cái kênh truyền nó không phải chỉ ở các bạn đâu, Học hết. Xong cái kênh truyền chẳng hạn như là con ở đây, nhưng ba mình nói nó đi một loạt thiết bị đi nhiều lắm mới ra được đó, không nó liên quan rất là nhiều thiết bị, rất là nhiều đơn vị. Mình nhận được cái kia là nói cho các bạn một số, nhưng mà chủ yếu là kinh nghiệm. Sau này các bạn dự án các bạn đang triển khai về là những cái vấp phải thì các bạn biết cách xử lý. Bên nhà máy thì thuê bên sáp với Hà Huy người ta lắp đặt hết thiết bị, nhưng còn về cái phần đấu thầu về các cái hồ sơ này thì Hệ thống SCADA đo đếm nó sẽ có một gói riêng. gói riêng bên nào nếu mà không bên này đây này à, Erit bên Erit làm đúng không? IAIT, anh biết IAIT Ai thì Erit là làm cho tổ máy 5 đa nhiêm á. Đây đây Erit làm cho bên em luôn Ai á. thì Erit gì Chắc đó này không? thì Erit gì là bữa em hỏi là phần hồ sơ là điều độ là bên này làm hết. À vậy thì Erit đó nó cũng có mối quan hệ với chỗ A0 á, nó làm cho H5 đa nhiêm nha. Biết mình biết đó. Như là Erit bữa em hỏi là về làm A2 A0 về hồ sơ rồi định relay rồi kết nối gì đó là bên Eric làm hết, phần trăm 220 làm AT làm luôn rồi. Vậy AT là làm luôn nó thường là một gói vậy đó, một trong gói đó nó có bảo vệ này, à. Ekada này, online này, quan này, là nó em công hỏi tơ đó kêu thì trọn gói á. nó có một về là đúng là edit từ trước làm cho tổ máy H5 của Làm Nhiêm bên tổ máy bên anh á. Là cái ông đó làm Hà Nội phải không? Dạ đúng rồi, Đúng rồi Hà Nội phải không? ông chủ công ty em là người Hà Nội mà thuê Eric ở Hà Nội. Edit làm edit thì thực ra mấy cái ông làm Ekada thường là có quan hệ chặt chẽ với A02 hết, còn nó không làm được đâu. Nói thật chứ nếu mà làm được bọn nhà thầu mà nó làm máy vậy gì mà nó không nhận nó làm, chẳng qua nó Không biết có là cái quan đó hệ. gọi là cục xương không có gặp được thôi, chứ nó muốn làm lắm. Tại vì nó muốn chẳng hạn như nó xây dựng nhà máy nhà mình đi thì nó làm gói gọn lắm, nhà máy mình nó làm được hết, nhưng mà cái phần đó là kết nối ra một đơn vị khác không phải dễ. Nhiều khi dễ thì nó rất là dễ, Hồ sơ khó thì rồi cực khó. kỳ khó luôn. Hồi xưa mình đi tư vấn cho mấy nhà máy thủy điện như A Lưới thì bên mình tư vấn lắp đặt ở ngoài A Lưới ngoài Huế 3 năm rồi đó, là tần thân về cái vụ mà đi thảo phần Canada rồi. Sao mình cũng có quen biết có đồ gì nữa, có cách. Thứ nhất là mình phải biết kỹ thuật, mình nói kỹ thuật cái vấn đề nhất người ta vẫn ưu tiên về kỹ thuật nếu anh nói đúng. Tại vì cái bọn những người mà người ta đi học đó, người ta rất là giỏi về kỹ thuật, người ta rất là rành. Nếu mình nói đúng, không bao giờ người ta nói chỉ cho mình là ông đi theo đường này không bao giờ nha các bạn, không bao giờ. Nhưng mà các bạn nói đúng thì người ta sẽ không chối, người ta sẽ nói đúng là người ta sẽ không chối. Tức là lúc đó mình nói bây giờ cho tôi xin cái sơ đồ, anh chiếu cái sơ đồ lên dùng cho bạn, thì lúc đó các bạn biết được cái sơ đồ này nó là cấp những cái gì, chẳng hạn như nó cấp FE được này, cấp E1 là E1 được này, rồi nó kết nối được tới đơn vị nào các bạn phải dành cho bạn nhìn ra được. Lúc đó các bạn chỉ đó cái đường nó đi như vậy như vậy, tại sao mình đi như vậy thì nó tiện hơn. Lúc đó chắc chắn người ta sẽ đánh giá mình cao, người ta sẽ đồng ý nếu mình giải thích đúng, chứ không bao giờ người ta giải thích cho mình. Nếu mà mình chẳng hạn như có nhiều đơn vị muốn làm cái đó thì cái đơn vị ở đó thì cái đơn vị nào mà người ta muốn làm cái đó người ta sẽ không nói ra cái bí quyết cho mình, để thực ra đó là để làm khó nhau thôi. Chẳng hạn như khi đưa hồ sơ tới không đúng nó trả lại. Thường cái đa hồi xưa là A02 hay làm lắm, cái hàng tuần như đây là A02 làm hết. Cái nâng cấp của A02 là, nhưng mà sau này chắc nhiều khi người ta sợ mang tiếng. Cái thực ra mấy công ty đó không có liên kết chặt chẽ với A02 hết,
Mình nghĩ là như vậy, chứ nó không dễ được như vậy đâu. Erit này liên kết đã không nó phải có một cái liên kết thì là trung gian thôi. Erit thì chắc là ok, tại vì nó làm cho hết năm admin này. Thường Ekada sẽ có A0A2 hoặc là ATS hoặc là Erit á. Event ICT mạnh thế mà cũng nhảy có làm được nữa. Event ICT là cũng làm được luôn, nó chỉ làm đường truyền thôi đó. Còn Ekada cũng phải nhường sang lại cho mấy ông đó thôi. Nếu mà nói đến Ekada, hệ thống công tơ, đấy là những cái chia sẻ nội bộ với nhau thôi. Mình làm các bạn không nên bóc mẻ đối với các anh ở ngoài A022. Có nghĩa khi người ta đưa vào là làm cái này như thế nào, mình biết cái đó là nhiều khi nó không có đúng. Hoặc là nó có thể là thiết bị quá nhiều thì thôi. Quan tâm gì về bóc mẻ người ta ở cái này sao là nhiều về anh hoặc là gì. Đối với nhà thầu mình phải cẩn thận như vậy, chẳng hạn như cái hệ thống nó đưa thiết bị vào, mình nhìn là trong sơ đồ của người ta, trong bản vẽ người ta có bao nhiêu thiết bị thì mình phải đếm đúng thiết bị, đúng là tư. Nhưng mà đối với A022 thì có nhiều cái người ta tận dụng được, cứ để người ta xài, không cần. Mình chỉ quan tâm là anh ơi, đường truyền đã được chưa anh, công tơ đã được chưa, đã được rồi anh, là được, không cần quan tâm gì. Tức là nhiều khi mình chỉ hỏi người ta là bây giờ đường truyền như vậy đã ok chưa, rồi kết nối đã được chưa. Nhiều khi chưa được cũng nên thôi, nhưng mà người ta cái vẫn nói cho mình là được rồi, từ từ nó sẽ làm xong. Chứ mình không có hối, cũng không có, giống như kiểu là theo thiết bị anh đấu thầu anh đó là 10 cái mà giờ được có 8 có 9 thì thôi, mình không hỏi cái đó làm gì. Em chỉ quan tâm chạy được thôi. Đó cũng là một cái điểm thứ nhì để chia sẻ với nhau, như cái này chỉ là nội bộ thôi, mình làm trong chương trình như chia sẻ cho các bạn biết. Thì sau này có ai có mà có tham gia có trong cái nhóm gọi là hỏi hỏi cái đó thì mình rút kinh nghiệm, mình né những cái đó. Mấy ông mày đó cũng mấy sếp mày đó cũng hay từ gái lắm, cẩn thận. Bên mình hồi xưa mình nhớ hồi trước là sếp bên mình có gửi một cái mail gì đó kêu yêu cầu bên thân bắt là phải gọi là cái mục này thì bao gồm thiết bị gì, cái mục phải Ekada hotline thì bao gồm cái gì. Anh gửi một cái mail lại là bây giờ còn ngoài này không có rảnh mà ngồi bóc mẹ ra từng cái như vậy. Nó biết ý rồi. Nói với sếp thôi chị, gửi lại cái mail là không có rảnh ngồi bóc mẹ ra từng mớ lại nữa. Ý là người ta đáp ứng được cái đáp ứng, công việc cho mình đáp ứng công việc cho mình là được. Còn cái phần vật tư của người ta lắp bao nhiêu người ta lắp. Kinh phí ở đó không phải là gì, những cái quan trọng nhất là mình phải đúng tiến độ để mình chạy được, cái hạt điện mới là quan trọng chứ còn những cái đó. Nhiều khi người ta cũng trách nhiệm, nhiều khi trong người ta đúng thiết kế là như vậy, nhưng mà khi người ta xài á, khi người ta khai thực tế người ta có thể tận dụng được thiết bị nhiều mà. Chạy được là được. Bên này mình về nó được rồi, Ekada đây mình chịu lịch chỉ chính với Ekada đây. Mình làm với Tuấn ở bên Dũng với ATS, Dũng với thằng Dũng với Tuấn Thể khỏe. Tụi nó chuyên với Ekada, vừa chắc bên đó vẫn còn vài đứa nó hồi bảo hành, các nó có thể bảo hành hướng dẫn với nó. Là tụi nó làm nó cũng nói thôi cái phần này nó không liên hệ với A022. Tết gì thôi, còn bên nhà máy hầu như không, nói chung không có ý kiến. Miễn sao mà nó ra được cái biên bản, căn bản nhất mình cần được cái biên bản xác nhận không, không hệ thống Ekada đã ok rồi, nó hotline điều độ ok, qua công tơ ok rồi, cái đó là quan trọng nhất. Bỏ túi cái đó đưa về là tốt nhất. Cần cái giấy đó rất là quan trọng. Chạy hay không á, người ta đã ký rồi, cứ chạy hay không không phải phần của mình nữa, người ta lo cho. Cái này chia sẻ trong điều, tại vì mình thấy dự án các bạn là đang làm cho nên mai mốt sẽ đụng tới cái này. Dạ, dạ. Sẽ đụng cái này gọi là có một cái gói thỏa thuận đấy, cái này như thế. Các bạn nghỉ giải lao tí đi. Dạ. Học nói chung là học ít mà mình chia sẻ thông tin để mình làm nó hay hơn, chứ thực ra ở đây gì mình sẽ xoáy nặng về cái Ekada với Gateway thì như các bạn với chia sẻ một cái số thông tin mà mình đã từng làm nhiều rồi á, thì mình biết đâu sau này giúp được các bạn. Anh chia sẻ quá hay. Chia sẻ thông tin đó. Nó
Tụi em giờ đi học cứ 2 tuần là phải về, như đó có thiết bị. Hả? À, cuối tuần này cũng về, nhưng mà vừa rồi về chưa lắp pin xong. À, đang lắp pin sắt. Chưa có thiết bị, chưa có gì. Chưa có gì. Yeah. Bị lỗi thì về giá đỡ pin rồi nó chững lại chậm mất tiến độ lắp, nên là thiết bị công inverter đưa về mà chưa đưa ra. Chạy cáp rồi chậm. Cái lúc mà người ta lắp cái hệ thống các bạn để ý sau này, mà khi mà người ta lắp thì nó cái tơ này căn bản nhất là hệ thống điều khiển á, hệ thống cái sơ đồ, cái sơ đồ điều khiển các bạn gửi đó là khi mà đấu nối kết nối ấy, cái đó để mai đi mang ngoài bảo lọc mình sẽ chỉ cho các một số các bạn sau này các bạn biết và theo dõi. Thứ hai các bạn biết được trong kỹ thuật, mình nhớ là biết được như lúc này mình nói đó, các bạn ấn một cái lệnh nhé mà các bạn biết được nó đi như thế nào thì các bạn xử lý cực kỳ tốt. Thực ra cái lệnh đi như thế nào là do mình định cho nó thôi, do con người mình chỉ cho nó thôi, chứ thiết bị nó không đâu có biết được. Mình biết lập trình đó nhưng mà mình không viết ra được, nhưng mà chuyên gia biết á, nó mình phải nên hỏi nó những cái cách là chẳng hạn như nó đáp ứng cái lệnh như thế nào á, là khi hỏi mà còn chuyên gia nó làm đó. Chuyên gia mình ở đó Trung Quốc hả? Nhật. Trung Quốc không? Người Nhật. Ở Nhật hả? Ở Nhật thì nó còn hay lắm, nhưng mà Nhật nó một cái đó, Nhật tính nó rất là kỹ. Nó làm rất là, nói chung là rất là rồ, chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Mình hỏi cái gì cũng rất là khéo léo. Và nhiều khi mình có thể giúp đỡ nó một cái gì đó, hoặc là mình hỏi cho một cách. Nhưng mà nó sẽ chỉ rất là tường tận. Ở đây nhà máy này hồi xưa là Nhật làm hết này. Mình thường đi làm cho nó. Người Nhật người ta chỉ là người ta viết ra luôn cho nó xem. Chỉ, nó viết, nó hỏi mình đã hiểu chưa. Hiểu chưa? Tức là nó chỉ xong, nó hỏi đã hiểu chưa. Cái mình Nhật nó rất là hay chỗ đó. Nhưng mà khi nó bận mình không nên hỏi. Lúc nó đang làm, nó việc, đang làm đừng có hỏi. Mà khi mà nó vui vẻ hoặc là gì đó thì mình có thể là mình hỏi thẳng là mày chỉ tao cái này cái kia, mà mình hỏi ngắn thôi nó sẽ chỉ cho. Nó còn nhiệt tình đó, mình Nhật nó còn hay. Hồi xưa nó làm đấy là Nhật, nhà máy tùy điện Nhật hết, Toshiba làm chuyên nghiệp lắm. Được, em cũng làm cái công ty Nhật kia mà mấy ông chuyên gia Nhật qua chị mà nói chung là người ta cũng chỉ tận tình lắm. Tận tình. Và các bạn, thứ nhất các bạn căn bản nhất các bạn phải chuẩn bị hỏi cái gì. Đúng rồi, hỏi ý là mình là cần hỏi. Khi mà mình hỏi là ý là người ta muốn biết là mình phải đúng cái chuyên môn đó. Ở đó hỏi phải hiểu mình đang hỏi gì á. Với thứ hai là các bạn phải biết cái ông bọn Nhật như thế này, bọn Nhật bọn châu Âu làm việc hàng đó, nó làm về điều khiển, nó chỉ biết mỗi điều khiển thôi. Đúng rồi, chuyên bạn đừng có hỏi nó cái đến thế là gì, nó sẽ không biết. Phải để ý, nếu mà ông nào mà cứ tối ngày cứ lòng vòng ngoài biến thế á, các bạn đã hỏi biến thế, đã hỏi cái đó, nó sẽ nó rất là rõ luôn. Nhật nó được cái nó biết cái gì là nó biết một cái, mà nó biết tường tận, nó biết rất là rõ luôn. Chứ không phải như mình, như cái gì mình biết, cái gì mình biết, mình quy lại biết cái gì. Bên này hay nói về đó, nên Việt Nam mình đi làm cái gì cũng biết hết, nhưng mà quy lại á, không biết cái gì hết, không biết sâu. Còn nó Nhật là biết sâu luôn. Học cái gì là học một cái đó đi nhất. Làm thôi mà. Nó làm xong cái phần đó xem ra đi về, còn tới cái phần khác có thằng khác tới làm. Nó vậy thôi. Nó chia từng bộ phận làm. Làm sau. Rất là chuyên nghiệp, nó chuyên nghiệp. Các bạn phải về để ý và bọn Nhật là từ cái đấu dây cho đến cột dây cho đến cái nhỏ nhất mà nó hút thuốc, nó cũng chuyên nghiệp nữa. Hút thuốc là tao nói lúc nào có cái gạt tàn, nó hút thuốc là nó lấy cái gạt tàn, nó gạt cái đó đầy lại bỏ cái túi và đi ra giỏ rác đổ, đầy thì đưa ra giỏ rác đổ. Có nghĩa là cái hút thuốc nó cũng chuyên nghiệp luôn. Mình cảm thấy nó rất là chuyên, cái đó những cái mình cần học hỏi. Thấy người ta hình thành từ nhỏ luôn. Đúng rồi, nó chuyên nghiệp không? Chứ mình không phải là chi, mình không phải là, tất nhiên mình không phải là dở, nhưng mà cái gì người ta chuyên nghiệp mình nên học hỏi. Mình trong cái môi trường người ta rèn luyện ý thức á, là từ cái hồi học từ nhỏ lên rồi mà đến đi làm đó. Nên là ý thức các bạn vô nhìn nó là nó làm xong á là nó dùng máy hút bụi hút sạch bóng thành tân, mới ở dưới các bạn thì sao, ở đây nó làm mà nó cắt một cái vùng. Làm đến đâu là khi kết thúc công việc là phải dọn sạch, tứng luôn. Không có chuyện là xong ấy là như quăng đồ, quăng đạc đó rồi đứng dậy về, không có đâu. Nó phải để ra 15 phút dọn vệ sinh sạch sẽ xong mới về. Tắt đèn, tắt điện, nói chung là nó cẩn thận, nó chuyên nghiệp. Mình nói đúng, mình thua nó xa, đúng là rất là chuyên nghiệp. Uống nước, nó uống thuốc hay nó gì, nó cũng chuyên nghiệp luôn. Mình nhớ nhiều khi làm mệt thì đứng đâu thôi làm cái thuốc đại nhà được cái nó vẫn hút ở đó, nhưng mà nó ra khỏi, nếu mà phòng lành là nó ra khỏi phòng lành, nó có thể đang ở sạch nhưng mà nó cũng không gạt đâu. Theo cái ISO chứ không, đứa nào có một bọn nhà đi làm nhớ nó đeo rất là nhiều cái túi giỏ không,
đủ thứ luôn, đèn pin, máy hình. Bếp nhất là cái đồ nghề á, cái túi đồ nghề của Nhật á, đầy đủ luôn. Đầy đủ hết. Làm cái táp này, đeo này. Đầy đủ. Cái gì cũng có luôn. Đúng ra là đầy đủ hết. Hay. Cái cột sợi dây của nó làm cái gì mình thấy nó chuyên nghiệp. Còn ở đây là tàu, tàu này cũng đỡ. Tàu cũng có nhiều hàng cũng đỡ. Tàu những tàu đêm ấy là đỡ. Nó làm đấu dây cũng đẹp lắm. Còn mấy ông tàu mà tàu cũng có một số tàu kia thì nó làm thì quay lên